Mình tên là Huỳnh Nguyễn Phú Quý, mọi người hay gọi mình là Bin. Mình bán cơm tấm được khoảng tầm 5 năm rồi. Mình bán mình hay chọc khách á, khách cũng quý, cũng mến, cũng thương lắm. Ở quán thì hầu như là ngày nào cũng có kỷ niệm. Có một lần mà buổi sáng thì hôm đó là sườn đã nướng rồi, dọn chuẩn bị hết mọi thứ rồi, đùng một cái cúp điện. Điện thì bây giờ là thiết yếu rồi, không ai không dùng á. Mình thì cũng như mọi người thôi. Khi cúp điện vậy thì mình cũng có những cái phương án dự phòng để support cho công việc. Nhưng mà nó sẽ không tốt giống như là điện bình thường được. Những cái ý tưởng của mình, những cái sáng tác của mình, nếu mình không có điện thì mình không thể nào diễn tả lên người của khách được. Nói thật ra thì cái nghề nào cũng có khó khăn hết á. Ở chúng mình thường thường á, một tháng có thể cúp điện đến 3 lần. Mình bán tạp hóa thì cần có những tủ đông, tủ mát. Kem ở trong tủ sẽ bị tan chảy. Mà tan chảy thì mình không bán được. Chỉ ngồi biết chờ đợi. Cúp điện là ở trong cửa hàng không có thấy gì hết, tối lắm. Mà hàng hóa người ta không nhìn thấy á, thì người ta sẽ đi qua luôn, người ta không mua. Lúc đó giống như hoảng hốt vậy á. Rất là sợ. Chị ạ,